chung tiếng hát trong niềm tin yêu tự hào, vượt đường dài đầy vinh quang, hôm nay hân hoan ngàn niềm vui mới. Qua bao năm gian khó trưởng thành, lớn lên cùng Đà Nẵng yêu thương, tự hào thay hội phụ nữ thành phố bên sông Hàn đẹp biết mấy những con người chung dung. Hòa chung trong quá trình hội nhập và phát triển của thành phố Đà Nẵng, 5 năm qua các cấp hội phụ nữ thành phố Đà Nẵng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, triển khai nhiều phong trào mô hình hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, góp phần nâng cao năng lực và trình độ mọi mặt của phụ nữ, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức hội trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid bùng phát và diễn biến phức tạp, các cấp hội phụ nữ đã tích cực tham gia công tác phòng chống dịch, góp phần cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh. Một trong những hoạt động mang đậm nét riêng của phụ nữ Đà Nẵng trong nhiệm kỳ qua, đó chính là công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện 4 phẩm chất, phụ nữ Việt Nam, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Các cấp hội đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truyền thông như thành lập và sử dụng mạng xã hội, đã tạo sự kết nối, là cánh tay nối dài của tổ chức hội trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ. Song song đó, hoạt động tuyên truyền lưu động cũng như cổ động trực quan được các cấp hội linh hoạt triển khai phù hợp. Đặc biệt, hưởng ứng cuộc thi sáng tác về đề tài phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hội đã phối hợp với Hội Nhạc sĩ thành phố sáng tác 6 ca khúc viết về phụ nữ và phong trào phụ nữ Đà Nẵng. Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Đà Nẵng. Xác định xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2016-2021 của hội. Thời gian qua, hội đã chủ động tham mưu Thành ủy Đà Nẵng ban hành chỉ thị số 39 về xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt đề án xây dựng Đà Nẵng an toàn, không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035. Tại cơ sở, các cấp hội tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 254 các câu lạc bộ, nhóm phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, xây dựng gia đình hạnh phúc, 134 tổ phản ứng nhanh, 391 vị trí tin cậy tại cộng đồng, qua đó góp phần tích cực trong việc tham gia xây dựng Đà Nẵng an toàn, thân thiện. Với phương châm ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động chi hội. Đến nay, hội đã xây dựng nhiều mô hình phù hợp với từng nhóm đối tượng như nữ doanh nhân, nữ trí thức, nữ công nhân, nữ tiểu thương, phụ nữ dân tộc, tôn giáo. Từ đây, các hoạt động tôn vinh với các giải thưởng dành cho các hội viên chi hội được tổ chức hàng năm có sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hội cơ sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên phụ nữ. Công tác giám sát, phản biện xã hội cũng được hội chú trọng triển khai. Hội cũng đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa hội viên phụ nữ với Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, hội đã phát huy tốt vai trò tham mưu về công tác cán bộ nữ, tham mưu Thành ủy ban hành đề án phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữ các chức danh diện ban thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2020. Từ đó, các cấp hội đã phát huy vai trò chủ động giới thiệu nguồn cán bộ nữ ưu tú, có năng lực để kết nạp Đảng, đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất cấp ủy, quy hoạch, bố trí vào những vị trí phù hợp. Nhiều cán bộ nữ đã được tín nhiệm giao giữ những trọng trách quan trọng trên cương vị lãnh đạo, quản lý ở nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự tiến bộ của công tác cán bộ nữ. Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được xem là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác hội. Hàng năm, hội đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và an sinh xã hội, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong hội viên và thiết thực đưa đề án 939 của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đi vào đời sống.
Qua 5 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tiếp cận, hỗ trợ 684 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh từ hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố. Các cấp hội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đặc biệt là khuyến khích xây dựng các mô hình mới, sáng tạo, thiết thực tại khu dân cư như mái nhà xanh, chai xanh yêu thương, thùng thu gom rác thải, được gia đình cán bộ hội viên phụ nữ hưởng ứng tích cực. Bên cạnh đó, hội cũng khai thác các nguồn lực để thực hiện công tác bảo vệ môi trường, từng bước hình thành lối sống xanh, thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố Đà Nẵng sáng, xanh, sạch đẹp. Bằng những cách làm cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, các cấp hội phụ nữ đã tập trung phát huy giá trị của gia đình gắn với phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với thực hiện hiệu quả của đề án của chính phủ, trọng tâm là đề án 404, đề án 938. Phối hợp với địa phương, đơn vị, thực hiện cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, sử dụng trái phép chất ma túy lần đầu. Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã giúp đỡ hỗ trợ cho gần 35.000 trường hợp hộ nghèo khó khăn với tổng kinh phí khoảng 48 tỷ đồng, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của thành phố, thực hiện chương trình thành phố Bốn An. Bên cạnh đó, hội cũng đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa là đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Các cấp hội từ thành phố đến cơ sở đã chủ động khai thác các nguồn lực, phối hợp cấp ủy, chính quyền, các xã biên cương, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở biên cương, hải đảo. Cùng với thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bằng tâm lòng sẻ chia và trách nhiệm cao nhất, với phương châm huy động tại chỗ, hỗ trợ tại chỗ, các cấp hội đã huy động số tiền gần 35 tỷ đồng để kịp thời thăm hỏi lực lượng tham gia phòng chống dịch, hỗ trợ các gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần cùng thành phố trong phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, hội còn nhận được sự hỗ trợ từ Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, của phụ nữ các tỉnh thành và các mạnh thường quân trong và ngoài thành phố. Tất cả với tấm lòng cùng san sẻ, giúp đỡ nhau, quyết tâm vượt qua đại dịch. Đặc biệt, trong những ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội, hình ảnh cán bộ, hội viên phụ nữ, tình nguyện viên đã không quản nắng mưa đi chợ giúp dân. Các chị luôn có mặt và sẵn sàng hỗ trợ phân phối, mua lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp người dân an tâm phòng chống dịch. Có thể thấy, trên hầu hết các mặt trận chống dịch, từ hậu phương vững chắc đến tuyến đầu chống dịch, hình ảnh các chị em trong những ngày qua sẽ mãi là những khoảnh khắc đẹp trong lòng người dân thành phố. Tôi nghĩ rằng Hội Phụ nữ thành phố cũng đã phát huy được cái vai trò của mình tham gia cùng với chính quyền trong cái việc phát triển kinh tế xã hội. Hy vọng rằng trong thời gian đến, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ phát huy cái truyền thống tốt đẹp của mình, đồng hành với chính quyền, với nhân dân thành phố trong phát triển kinh tế xã hội. Cùng với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ này, các chị em phụ nữ cũng đặt ra rất nhiều mong muốn, kỳ vọng. Nhiệm kỳ đến thì kỳ vọng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục nâng cao hoạt động công tác hội, phát động nhiều các mô hình, nhiều phong trào mang ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là phù hợp với cái điều kiện tình hình dịch COVID-19 để giúp cho chị em tham gia vào cái tổ chức hội. Chúng tôi cũng mong rằng trong nhiệm kỳ tới, Hội Phụ nữ các cấp sẽ tiếp tục hỗ trợ, giới thiệu và kết nối về mặt pháp lý và giúp cho chúng tôi có thể tiếp cận được những cái nguồn công nghệ, kỹ thuật tiên tiến nhất và kết nối với thị trường tiêu thụ, hỗ trợ về mặt truyền thông và cũng như là kết nối với các nguồn vốn vay để có thể tiếp tục phát triển về sản xuất và kinh doanh. Mong muốn nhiệm kỳ tới, Hội Phụ nữ sẽ phối hợp với các ban ngành để hỗ trợ cho nữ công nhân làm việc trong môi trường an toàn, và đồng thời tham mưu với ban lãnh đạo thành phố để có những cơ chế chính sách hỗ trợ cho nữ công nhân. Những nguyện vọng của chị em cũng chính là tiền đề, mục tiêu cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đặt ra những quyết tâm trong nhiệm kỳ mới. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua,
Trong nhiệm kỳ 2021-2026 này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cũng đề ra rất nhiều phương hướng, nhiệm vụ nhằm phát triển tốt hơn đời sống chị em trong tình hình mới. Phong trào của phụ nữ trong nhiệm kỳ vừa qua có những bước tiến khá là mạnh mẽ. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng đã rất chủ động, năng động và sáng tạo trong công việc để từ đó xây dựng những phong trào, những cuộc vận động và tập hợp đoàn kết hội viên phụ nữ tham gia tích cực trong các mặt của đời sống xã hội. Qua đó thì Hội Liên hiệp Phụ nữ vừa giúp chăm lo đời sống, nhu cầu chính đáng của phụ nữ, vừa tham gia phát triển kinh tế xã hội, vừa tích cực tham gia xây dựng đảng và chính quyền. Kế thừa những kết quả đã đạt được thời gian qua, nhiệm kỳ đến, phong trào phụ nữ Đà Nẵng sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau. Đầu tiên là tập trung nâng cao chất lượng phong trào, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò của các tầng lớp phụ nữ, kết nối, thúc đẩy, hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của phụ nữ, tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ tham gia và thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiếp theo là vận động phụ nữ rèn luyện, giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khẳng định bản sắc văn hóa của người Đà Nẵng, năng động, sáng tạo, thân thiện và có nếp sống văn minh đô thị, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Bên cạnh đó, các cấp hội sẽ vận động xã hội xây dựng cộng đồng an toàn cho phụ nữ, trẻ em, đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, tiên phong hành động vì thành phố an toàn, thân thiện và hạnh phúc. Cuối cùng là tập trung các nhóm giải pháp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tập trung xây dựng và thực hiện các chương trình, các đề án về bảo vệ môi trường, khởi nghiệp sáng tạo và các chính sách an sinh xã hội cùng thành phố. Cùng với sự phát triển của thành phố, phụ nữ Đà Nẵng đã, đang và sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ngày càng hoàn thiện bản thân, khẳng định vai trò không chỉ trong đời sống mà còn trong mọi mặt của xã hội, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh. Hôm nay hân hoan ngàn niềm vui mới. Qua bao năm xa khó trưởng thành, lớn lên cùng Đà Nẵng yêu thương, tự hào thay hội phụ nữ thành phố bên sông Hàn. Đẹp biết mấy những con người trung dũng trên đất kiên cường, rạng rỡ tam chữ vàng truyền thống.